mình là Nguyễn Xuân Huỳnh. Mình là thí sinh của chương trình Việt Nam Next Top Model 2019. Thì năm nay mình cảm thấy rất là may mắn khi được đồng hành cùng chương trình Việt Nam Next Top Model. Và một điều cảm thấy may mắn hơn đó là mình được tặng và được nhận bởi bộ ba sản phẩm đến từ nhãn hàng mỹ phẩm Nithipon, một nhãn hàng là nhà tài trợ chính của chương trình Việt Nam Next Top Model 2019. Cùng mình trải nghiệm cái bộ sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Sau đây mình sẽ review về sản phẩm mà mình đã được trải nghiệm trong thời gian vừa qua nhé. Đầu tiên là nước tẩy trang Nithipon. Thì như các bạn cũng biết là nghề người mẫu là nghề phải sử dụng rất là nhiều layer makeup. Sau khi trải nghiệm nước tẩy trang này khoảng từ 2 đến 3 tuần thì mình cảm thấy nước tẩy trang Nithipon là một sản phẩm đáng để sở hữu. Đã lấy được sạch lớp makeup trên mặt mình, và đặc biệt hơn là mùi hương của Nithipon thật sự rất là dễ chịu. Với thời tiết hanh khô như là thời tiết ở Hà Nội như thế này thì một sản phẩm không thể thiếu nữa trong quá trình skincare đó là kem dưỡng ẩm. Thì sau khi mình sử dụng cái kem dưỡng ẩm Nithipon này thì mình cảm thấy khả năng thẩm thấu của nó lên da thật sự rất rất là nhanh và hiệu quả. Nếu như mọi người hỏi là mình yêu thích sản phẩm nào nhất trong bộ ba sản phẩm thì chắc chắn đó là kem chống nắng Nithipon. Trước giờ mình đã được mọi người khuyên là nên sử dụng kem chống nắng thường xuyên, nhưng đến giờ sau khi mà mình trải nghiệm cái sản phẩm này thì mình cảm thấy mọi người nên sử dụng kem chống nắng thường xuyên hơn, bởi vì kem chống nắng giúp cho mọi người chống được tia UV và các tác nhân gây nám da và sạm da, đặc biệt là với dưới ánh nắng của Việt Nam như bây giờ thì kem chống nắng là một vật dụng không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày. Khoảng sử dụng bộ ba sản phẩm của Nithipon thì mình cảm thấy Nithipon là một sản phẩm đáng để mua trong năm 2020 này. Thứ nhất là nó rất là vừa túi tiền của mọi người, đặc biệt là với những cái lứa bạn học sinh. Thứ hai nữa là Nithipon phù hợp với mọi loại da. Da của mình là da nhạy cảm, nhưng mà sau một khoảng thời gian sử dụng bộ ba mỹ phẩm này thì mình cảm thấy Vietnam's Next Top Model gì, và trái lại nó đem lại cho mình làn da khỏe mạnh hơn, không bị mẫn cảm trước những cái khí hậu mà nóng hoặc như mình là Nguyễn Xuân Huỳnh. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là bình chọn của các bạn dành cho mình trong mùa thi Việt Nam Next Top Model 2019-2020 này nhé. Xin cảm ơn. Nithipon. Tự nhiên quên tên. Kem chống nắng này thì nó giúp mình gần như là tuyệt đối trong việc làm đen da này. Cắt nhé, cắt các đoạn thế nhé.